Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau, yêu thương chưa tràn đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Cảm ơn nhãn hàng nước trà sốt ngát hương hoa chấm hấp trắng mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyến đi này. Trời ơi, mỗi lần mà đi về quê mà ngay cái không khí này nó đã dễ sợ luôn em. Em thấy đã không? Nghe nè, anh hồi nãy anh tới cái chỗ này anh lựa bưởi, ví dụ như bung 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 đó là nó chưa chín lắm, mình sẽ chưng được lâu. Đáng lý anh mua nhiều lắm nha, nhưng mà bây giờ mình đâu biết là ngon hay dở, cho nên mình mua cỡ này thôi, để chờ hai cặp kia ra coi. Ra đây để coi mua cho em gì. Ồ, bánh tép luôn. Hi, hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? Khỏe, cảm ơn. Ok, tôi hỏi tiếng Anh mà trả lời bằng tiếng Việt. Đây nè, đây mới nói nè. Hồi nãy là hẹn là mình mua trái cây về chưng mà, sao kỳ vậy? Bây giờ anh chị mua trái cây rồi thì để em mua cái này về về chưng cho nó có đầy đủ. Bây giờ mình phải cắt ra mình ăn thử đi, cho nó ngon không mình mua nữa. Đừng có làm vậy, người ta thèm á. Nhưng mà bây giờ lỡ mà về nhà cắt ra ngon rồi, kiếm đâu mua, Tết ai bán. Thôi nhưng mà ngày Tết có trái cây nè, có bánh tét nè, là vui rồi, đúng mấy đúng là ngày Tết á. Anh mua cái này về trứng hả? Trứng, nè, đây nè. Tươi nghe. Bưởi da xanh nổi tiếng của miền Tây mình. Bà công nhận bây giờ người ta làm trái giả nó giống thiệt ghê nha. Thôi bớt giỡn đi ha, bớt giỡn đi. Bánh tét thật lắm ha. Cạp vỏ hả? Cạp cái vỏ đi. Thôi, ngày Tết ăn gì kỳ vậy? Bây giờ kiếm bà Đào đi. Đào ơi, Đào. Đào ơi. Trời ơi, em chào nhà anh Huyền, chào nhà cô. Mấy anh chị xen né qua, em giải quyết với đình em cái rồi mình vô câu chuyện nha. Anh vô đây. Mấy anh chị coi nè, từ ở ngay chỗ lửa bông em nói là Tết là cái gì nó phải bung ra, nó cũng phải nở ra. Chồng em nói không, lửa nụ nụ vậy nè, búp búp vậy nè, rồi đó mốt nó nở ra sao, em đâu có chịu. Anh nói đúng, búp búp người ta phải nhìn đến thương. Nhưng mà hồi nãy ngoài chợ nhất quyết là binh cái chị bán bông anh. Rồi ra thấy người ta đôn đã mời, mua bông đi anh. Anh và mấy anh chị lớn nói đi, bông giả bông thiệt đẹp. Bông giả này là mình trưng để cho nhà nó tươi, trắng này nọ thôi. Còn quan trọng là cái màu hoa thật. Đúng rồi. Cái hoa thật lúc nào giúp cho gia đình mình nhìn nó giống như là nó có một cái không khí. Thôi bây giờ vậy nè, không tranh cãi nữa. Bây giờ nếu mà muốn bí quyết làm sao mà cho nó biết nó tươi, nó đẹp, tụi mình đi tìm hiểu. Xin chào mọi người. Dạ, xin chào bà con cô bác. Bên trong mà nghe mọi người xôn xụ quá, rôm rã quá, mình bàn nhau chuyện gì vậy? Bàn nhau chuyện mà mình lựa bưởi nè, rồi chọn bông nè, rồi chọn bánh tét rồi để mình trưng đó. Mình bước vô chương trình Vợ Tôi Là Số 1 đi, mình thi nha. Ok, dạ, rồi, chào luôn đó. Rồi, bây giờ thì trước tiên là chào đón cả ba gia đình đến với gia đình Vợ Tôi Là Số 1. Và cảm ơn nhãn hàng nước chặt sớt ngát hương hoa chấp hết đang mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Dạ, thưa bà con cô bác, đầu tiên xin được giới thiệu gia đình của diễn viên Mai Hoàng Trung và bà xã là Lê Thị Cẩm Duyên. Chào hai em. Rồi, cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với gia đình thứ hai, gia đình của nghệ sĩ Hiếu Hiền với bà xã là Thùy Liên. Cảm ơn gia đình của Hiền nè. Tiếp theo, gia đình của diễn viên Hồng Đào cùng với ông xã Quốc Tuấn. Rồi, cảm ơn cả ba gia đình đã chia sẻ một chút ngắn gọn về nhà của mình vào những cái ngày cận Tết cho bà con được biết. Mời ba gia đình về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Dấu Ấn Kỷ Niệm. Đầu tiên sẽ là gia đình của Mai Hoàng Trung và Cẩm Duyên nha. Số 1, mùng 1 Tết, hai vợ chồng thường đón Tết ở đâu? Món ăn nào ngày Tết mà hai vợ chồng đều rất thích? Hai vợ chồng dự định đón giao thừa ở đâu? Dạ. Rồi, anh mời Trung trước nè. Mùng 1 Tết là ở ba mẹ bên nào, bên vợ hay bên chồng? Dạ bên em. Dạ em ở riêng. Dạ mùng 1 thì về nhà ba mẹ. Thực ra là muốn một năm rồi mình đi diễn rồi đi làm thì em cũng muốn về với ba mẹ những cái ngày mà vui nhất mình đón qua một năm mới. Mình cái đó là một cái hạnh phúc. Cái món mà hai vợ chồng cùng thích đó là thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt. Và đón giao thừa là sẽ đón. Dạ đón giao thừa là ở nhà. Rồi, anh mời Duyên nè. Là nhà ba mẹ chồng em đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tùy năm, có năm ví dụ như là đêm giao thừa là tụi em phải xếp về trước rồi đón giao thừa cùng với ba mẹ luôn. Rồi, cái món mà hai vợ chồng cùng yêu thích là thịt kho hột vịt. Rồi, câu thứ ba của em là gì? Đón dạ, giao thừa đón Tết ở nhà luôn dạ. Nhà, nhưng mà nhà ba mẹ chưa trùng khớp với nhau nha. Dạ. Hai câu trùng khớp, 1.000 điểm.
Tiếp theo chúng ta sẽ qua với gia đình của Hồng Đào và Quốc Tuấn. Hai vợ chồng có thường đón giao thừa cùng nhau không? Ai là bếp chính trong những mâm cơm Tết của gia đình? Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 của hai vợ chồng là gì? Rồi em xong luôn. Rồi cho anh coi đáp án của em trước nè. Của em trước hả? Coi em trước. Đây ạ. Hai vợ chồng thường đón giao thừa với nhau không? Có, đúng không? Ai là bếp chính trong những bữa cơm Tết gia đình? Ba mẹ. Em thấy ba mẹ chồng rồi ba mẹ nhà em cũng vậy luôn. Ừ. Ủa anh thấy em cũng rất là đảm đang trong diện nội trợ luôn á, nhưng mà không có làm bếp hả? À, thường thường về tới gia đình là em không được làm bếp trưởng anh. À. Dạ. Mẹ vẫn là quyền trên hết. Dạ đúng rồi, mình chỉ là phụ bếp thôi. Kế hoạch năm nay thì sao? Vâng ạ. Em đi về Đồng Nai ạ, rồi sau đó em đi về LA Long An ạ, rồi sau đó em đi diễn ạ. Ba cái này em đã sẽ được trộn lẫn vào nhau ạ. Rồi, để coi coi chồng em trả lời sao. Mời Tuấn. Có thường xuyên hay mà này. Hai vợ chồng mới lấy nhau có một năm thôi thì là mới có năm rồi là mình đón Tết cùng với nhau, đón giao thừa với nhau. Dạ lúc quen cũng có đón giao thừa chung. Rồi đây nè, câu số 2 nè. Ai là bếp chính nè? Chồng. Chồng nha. Em phụ ba mẹ nấu chung nhưng mà em thích vậy. À dạ. Nhưng mà là em nấu ăn cũng giỏi phải không? Dạ cũng được. Câu số 3 là sẽ gì? Ăn Tết cùng với gia đình. Câu này thì trùng khớp. Hai câu trùng khớp 1.000 điểm. Tiếp theo gia đình của Hiếu Hiền và Thùy Liên. Sau kết hôn, lần đón giao thừa đầu tiên của hai vợ chồng là ở đâu? Kể tên 3 món ăn mặn ngày Tết mà chồng thích nhất. Câu số 3. Ai là người dạy con út câu chúc Tết đầu tiên? Xong chưa Liên? Dạ. Rồi mời Hiền trước nè. Tại chưa quay kia là đánh qua đây tôi biết nhưng đông cái tay mà. Thôi. Ở nhà tôi nhớ đúng không? Chính xác. Rồi 3 món mặn là món gì? Thịt kho vịt, bánh tét và bánh chưng. Cái người mà dạy bé Út chúc Tết câu đầu tiên đó chính là Hiếu Hiền luôn. Dạy câu gì nhớ không? Chúc bác mạnh khỏe nhớ lì xì. Cái câu mà sao mà nó thật đến cái mức mà trần trụi vậy luôn. Rồi để coi coi bà xã của Hiền sao nha. Ở nhà là nhà ai em? Dạ nhà tụi em. Nhà tụi em. Rồi thịt kho vịt nè. Ừ lạc rồi nha. Cá kho, mắm chưng. Ừ. Trời ơi Tết nó ăn mắm chưng. Trời ơi là trời. Tết có ăn cá kho nữa hả? Có đó. Có cá kho nhưng mà ít lắm. Câu số 3 nè là ba dạy. Và như vậy là nhà mình cũng trùng khớp được hai câu 1.000 điểm. Yeah. Ở vòng thi đầu tiên này thì cả ba gia đình là đồng điểm với nhau. Mỗi gia đình có 1.000 điểm nên là ba chị em ở đây mỗi người đều sẽ được tiến xuống một bước. Đầu tiên anh mời Duyên nè, em chọn bên trái hay bên phải? Dạ em chọn bên phải. Mời em, bên phải. Bên phải. Không có đèn. Tiếp, mời Đào. Chị đã chọn bên phải thì hiển nhiên em sẽ chọn bên phải. Từ đó. Và hiển nhiên bên kia không luôn cho tôi. Không luôn cho tôi, không có đèn luôn. Mời Liên, em chọn bên nào? Dạ, bên trái. Bên trái, mời em. Sáng đèn. Đầu tiên không giàu. Đây, điểm số của ba gia đình Cẩm Duyên, Hồng Đào và Thùy Liên, mỗi nhà 1.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Rồi, bây giờ mời em nhìn lên màn hình. Phần quà của nhà tài trợ nước giặt shop chủ đề đón Tết. Thời gian dành cho Đào bắt đầu. Em mới chụp hình studio cái mà cha với mẹ làm để bán á. Mất, mất dừa. Đúng rồi. Chính xác. À, cái tiếp theo mà em mới nhập về bán đó mà. Nó màu trắng á, nó hanh hanh mùi, cha thích ăn lắm á. Hủ kiệu. Chính xác. Mẹ thích bông mà bông nó chưa tốt chân cái nó vậy. Dễ đi, như hổng. Không, hai chữ, chân chân cái gì đó, kiểu vậy đó, nhưng mà không phải là cúc. Thì là... Là gì? Bánh chưng. Không. Bông mà, bông mẹ. Bạn thọ. Ừ. Rồi đúng rồi. À rồi anh ơi, tới dùng giao thừa mình sẽ có ba chữ. Rồi mình sẽ như vậy nè. Mời về. Ờ rước ông bà. Đúng rồi. Bốn chữ. Nó vậy nè chồng. Rồi nó có vậy nè. Nó tròn tròn giống mấy anh nè. Mẹ nè, vậy nè. Nó có hai màu. Ở trên đây là cái phần em thích ăn nè. Rồi này là cái da nè. Trời ơi tức quá.
tức quá nó ra màu vậy nè. Nó trên đây cái miếng này nè. Em thích ăn phần này, anh thích ăn phần này đó. Trong cái nồi. Rồi bánh tét. Bánh tét sao có cái nồi phần này. Cái mà anh dành ăn với em á. Thịt khô vịt. Đúng rồi, đó chính là thịt khô vịt. Và nhà mình đoán được cả 5 từ khóa, 2.500 điểm. Và bây giờ xin mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo, gia đình của Hiếu Hiền với Thùy Liên. Đây, chủ đề dành cho gia đình Hiếu Hiền. Chủ đề 30 Tết. Bắt đầu. Đầu tiên là hai từ á. Mỗi lần mà anh đi đâu xa mà anh không có rể mà được á là anh hay nhờ Panda đó, nhớ không? Thắp nhang. Ngược lại, trước đốt khi nhang. Thắp là... Đúng rồi, chính xác. Cái phần mà mình dâng lên mình cúng ông bà đó. Đó, thấy không? Đó là trái cây. Đúng rồi, trái cây là đúng rồi. Trái cây là thường là anh thường là cúng mấy loại? Ngũ quả. Đó, gọi hết là gì? Có ba chữ. Cái này là cái gì? Mâm ngũ quả. Đó. Lúc 12 giờ á, là 12 giờ là phải cúng á, hiểu không? Là thường là kêu là cúng gì? Hai từ. Ông bà. Không. Buổi tối 12 giờ mà. Đón gì? Đón gì? Giao thừa. Đó. Cái này á là khi mà mình cúng lên ông bà là thường trong đám cưới cũng có. À, nó có hai từ nha. Thấy cái này là mấy người già hay ăn lắm. Chầu cao. Đó. Đầu tiên là nhanh lên nha, hết giờ nha. Nếu mà bà đây là gì? Ông. Đúng rồi. Có bốn từ nha. Quan gì? Quan thánh. Không. Quan công. Đó. Trúng một cái rồi. Rồi ông sao là cái bàn thờ ông sao cùng với lại gì? Ba. Hết giờ. Có. Đó là cái từ khóa. Ông công, ông táo. Khó lắm à. Nhà của Hiếu Hiền được 4 từ khóa, 2.000 điểm. Tiếp theo, mời gia đình của Trung. Mời em nhìn lên màn hình. Dạ. Chủ đề. Phần quà của nhà tài trợ shop. Chủ đề mùng 1 Tết. Thời gian dành cho em bắt đầu. Cái túi để mà đưa cho bé Ni đó. À, bao lì xì. Yeah. Chưa đúng. Hai từ. Lì xì. Chính xác. Rồi người ta hay đi đầu năm mà người ta đi tới mấy cái cây để người ta hái lộc. Yes, yes. Rồi anh thường đi tới mấy... Ừ, rồi trùng khớp từ khóa rồi em. Ở xóm hay làm gì mà mỗi Tết mà... Vẽ lên anh, cái nồi bự bự gì nè. Vẽ lên anh, cái đó vẽ được anh. Cái nồi bự gì nè. Lửa nè. Lửa cây. À, nấu bánh chưng bánh tét. Ba từ. Hai từ đúng rồi. Từ sao? Trước khi nấu là người ta phải lá cây rồi để buộc lại. Gói bánh tét. Sao? Rồi bé Ni là mùng 1 là lên gặp ba mẹ mình để Tết. Bốn từ. Ông bà. Mừng tuổi ông bà. Rồi, chính xác. Nhà mình có được 4 câu trùng khớp với nhau, 2.000 điểm. Mời các bạn về chỗ. Ở vòng thi thứ hai này thì gia đình của Đào là điểm cao nhất, cho nên là Đào sẽ được tiến xuống một bước. Chọn bên trái hay phải? Hồi nãy em đã chọn bên phải rồi và em chọn. Và bây giờ em quyết định em chọn bên phải. Cứ tưởng em chọn bên phải em lại chật chứ. Phần quà dành cho em là một cái bình thủy điện. Điện gì? Điểm số 3 gia đình như sau: Cẩm Duyên 3.000 điểm, Hồng Đào 3.500 điểm và Thùy Liên 3.000 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ 3 mang tên Tổ ấm gia đình. Ở vòng thi thứ 3, chúng ta có một cái trò chơi tên là con số may mắn. Ở đây thì ba gia đình sẽ đi theo thứ tự lần lượt 1, 2, 3. Chỉ trừ trường hợp gia đình nào mà không trả lời được câu đó thì hai nhà còn lại mới giơ tay để mà giành quyền trả lời. Thì cứ một câu trả lời đúng thì các bạn ghi được một điểm. Và sau hết tất cả những câu hỏi ở đây, chúng ta sẽ cộng xem gia đình nào nhiều điểm hơn hết thì xem như gia đình đó chiến thắng ở vòng thi này. Gia đình số 1 là của Trung, sẵn sàng nha. Số 17, nguồn gốc của tên gọi bánh tét có từ đâu? Sao Trung ơi? Trung, dạ, và em. Duyên có câu trả lời không? Dạ không. Không, hai nhà còn lại mời Hiền. Tên gọi bánh tét là từ cái bánh này là mà muốn ăn á là phải sử dụng là cái sợi dây á để mình tét cái bánh ra. Cho nên là nó mới có từ là bánh tét chứ không phải là cắt. Đó là câu trả lời chính xác. Wow.
bao nhiêu nguyên. Quá đẹp ơi. Nó còn một cách lý giải như thế này nữa. Bánh tét còn được gọi là bánh tết. Về sau vì cái tính chất vùng miền cho nên bánh tết được đọc trại đi thành bánh tét. Tiếp theo đến lượt của gia đình Hồng Đào nè. Số 10. Kể một phong tục trong ngày Tết Việt và nêu ý nghĩa. Em nghĩ đó là lì xì, thể hiện trao cái điều chúc cho cái may mắn cho cái lộc cho cái người mà được nhận lì xì. Đó là một cái điều mà chúng ta thường xuyên và luôn luôn bắt gặp trong những ngày Tết. Và đúng như Đào nói là những bạn nhỏ đó thường rất là thích những cái ngày Tết này, bởi vì sẽ nhận được cái tiền lì xì nè. Rồi bên cạnh đó còn là những cái lời chúc tốt đẹp từ người lớn nữa. Chúc mừng gia đình của Đào. Theo gia đình của Hiếu Huyền, số 12, ý nghĩa của món canh khổ qua trong ngày Tết Việt. Cái canh khổ qua là sẽ làm cho tất cả mọi người ăn trong ngày Tết là sẽ luôn có một cái nghĩa là tất cả những khổ ải, tất cả những cái nhọc nhằn, những cái mà khó khăn của một năm cũ đã trôi qua đi rồi. Chúng ta sẽ không còn ngó để mà hướng tới một năm mới sẽ may mắn hơn, thuận lợi hơn và thành công hơn. Đó là đáp án chính xác. Trời ơi, đúng không? Bây giờ tới Chung nè em, ráng lên. Dạ. Số 14, hát một đoạn bài hát bất kỳ về Tết mà bạn biết. Mời anh chị. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết, 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 Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. Đó là một bài hát Tết rất quen thuộc. Chị đừng có nào. Số 21, mùng 1 Tết 2024 là ngày mấy dương lịch? Mời ta. Chính xác. Cảm thấy tự hào quá, hôm mới có con lịch. Gia đình Hiếu Huyền, số 20. Năm 2024 là năm âm lịch gì? À, năm thìn. Gì thìn? Cái gì thìn? À, giáp thìn. Trời ơi, trên cái màn hình nó hiện cái chữ rõ mùng một gì đó mà bây giờ mình thấy vợ tôi chỉ đó, năm giáp thìn đó. Trời ơi, đó chính là xuân giáp thìn. Chúc mừng Hiền. Tiếp theo gia đình của Trung. Số 16, mâm ngũ quả miền Nam gồm những quả gì? Cầu, dừa, đủ, xoài, sung. Chính xác. Coi như đó là một lời chúc mà chúng ta vẫn muốn là dành cho nhau trong những ngày Tết, là cầu, rồi, dừa, đủ, xoài nhưng mà phải sung mới được. Ha. Tiếp nha, gia đình của Đào. Số 7, tên ba món ăn mặn trong mâm cơm ngày Tết. Thịt cơm vịt. Ai đánh kia anh em? Thịt cơm vịt nè. Rồi, ăn từ từ. Thịt cơm vịt. Kể kể ra đi vợ. Nhanh lên, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Hết giờ. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ hai gia đình còn lại, ai trả lời? Hiền, mời. Ủa, quên, sao không thấy? Thịt kho hột vịt, bánh chưng bánh tét. Thứ ba là canh khổ qua. Đúng, gia đình Quý Huyền. Ôi, tức quá. Số 1, hát một câu hát có chứa từ xuân. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Cắt cầm. Mình gặp nhau trên bến giao thừa. Cắt cầm là cắt. Thôi thôi, được rồi, hát từ xuân rồi. Quá vậy, giọng đâu được hay đâu. Số 3, gia đình của Chung. Dạ. Chúc mừng bạn, bạn được cộng 1 điểm. Cái này là ở không mà được. Gia đình của Đào, số 2. Hát một bài hát có chữ Tết, khác cái bài hồi nãy mọi người đã hát. Thể hiện đi, đây là lúc của anh rồi đó. Đêm nào anh cũng hát cho em nghe. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Có không? Hết giờ rồi. Không có. Rồi đây. Rồi. Tôi hốt. Mời Hiếu Huyền. Tết nay anh không thèm keo mực vì đã có môi em thơm ngọt tựa quá tem. Quá trời rồi, chị ơi. Tiếp theo, gia đình Hiếu Huyền. Số 23, liệt kê 5 nguyên liệu làm bánh tét. Bánh tét là lá chuối. Lá chuối, dây nè. Dây lạc nè. Thịt nè. Nếp. Với lại đậu. Có tiêu nè. Trứng. Trứng. Với lại hả? Chuối có. Chuối có nhân chuối nữa. Một điểm cho chương trình quý vị. Như vậy là chúng ta đã qua vòng thi số 3. Bây giờ chúng tôi sẽ tổng kết xem coi gia đình nào được nhiều điểm nhất ở vòng thi này nha. Kết thúc vòng thi thứ 3, gia đình mà trả lời đúng được nhiều câu nhất đó chính là gia đình của Hiếu Hiền. Chúc mừng gia đình của Hiếu Hiền và Liên. Thiệt hả? Về Nhi, đó là gia đình của Chung. Chúc mừng. Đừng nói gì nữa. Em chỉ thua gia đình của Chung một câu thôi đó Đào. Phải chi cái câu cuối cùng mà cái bài hát về Tết á,
em mà hát được coi đó là hai bên bằng điểm với nhau rồi nha. Cho nên là mình sẽ xếp vị trí thứ ba ở trò chơi này. Và như vậy là xin mời Liên, em sẽ được tiến xuống một ô, em chọn bên nào? Em chọn bên trái. Bên trái, mời em. Sáng đẹp. Đường số 3 gia đình như sau: Cẩm Duyên 5.000 điểm, Hồng Đào 4.500 điểm và Thùy Liên 6.000 điểm. Trời ơi, vợ tôi. Lấy chị Liên ơi. Và như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình của Hồng Đào tại đây. Ủa? Hai nhà còn lại sẽ hả? Bước vào vòng đặc biệt mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Câu số 1, mời hai em lắng nghe. Theo quan niệm dân gian thì giữa cá chép, cá mè, cá trắm đen, đâu là loại cá nên ăn vào ngày đầu năm mới? Mời Liên. Dạ cá chép, tại vì cá chép thường là đem tới may mắn. Cho nên em nghĩ rằng may mắn quá, cho nên mình phải ăn nó vào ngày đầu năm mới. Dạ. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Theo quan niệm dân gian, cá chép là loại cá vượt vũ môn, nên ăn cá chép vào ngày mùng 1 thì cả tháng đó sẽ may mắn, mọi việc thuận lợi. Nhưng mà đây tất cả chỉ là cái quan niệm dân gian từ xưa đến nay thôi nha, chứ nó không có một cái cơ sở gì gọi là lập luận hay vững chắc cả. Và đáp án chính xác, mở ô chữ. Tiếp theo câu số 2, đây là câu hỏi của nhà tài trợ shop. Nước rửa chén có thể tẩy được vết dầu mỡ trên quần áo hay không? Mời Duyên. Dạ em nghĩ là được à. Đó là đáp án chính xác. Khi bạn nấu nướng, nếu không may quần áo của bạn bị bẩn như thức ăn dầu mỡ thì bạn đừng quá lo lắng. Bạn chỉ cần dùng một chút nước rửa chén và nhỏ vài giọt lên vết dầu mỡ trên áo, và sau đó chúng ta vò nhẹ rồi mang đi giặt bằng nước ấm thì sẽ đánh bay vết bẩn nhanh hơn. Tuy nhiên bạn chỉ được áp dụng cho quần áo trắng, không được áp dụng cho quần áo màu nha. Mở ô chữ. Tiếp câu số 3, đây là một câu hỏi về thực hành. Ở đây chúng ta có một cái phần thực hành thi gói kẹo, và các bạn sẽ phải gói những cái thanh kẹo nó như thế này, và ai làm nhanh hơn gói xong 5 thanh kẹo này thì chúng ta sẽ thắng trong cái câu hỏi về thực hành này thôi. Bắt đầu. Lên. Xong. Như vậy là Liên đã xong. Còn Duyên cũng xong luôn. Chậm hơn ở đây chừng chút xíu. Đâu cho anh coi thử nha. Một cái cục mẫu không tính nè, 5 cục còn lại nè. Đó. À. Ok. Bên đây cũng vậy, cái cục này cục mẫu nè, 5 cục. Rồi, như vậy là cả hai bạn đã hoàn thành cái phần thi này. Cả hai đều gói những cái viên kẹo rất là đẹp. Và tính về mặt thời gian thì Liên làm xong sớm hơn, cho nên Liên là người chiến thắng trong câu hỏi này. Chúc mừng em. Thùy Liên đã chiến thắng trong cái phần thi thực hành này. Và bây giờ chúng ta sẽ mở ô chữ. Hai ô chữ nữa đã được mở ra. Và bây giờ các bạn có thể đoán cụm từ khóa trung tâm này. Mời Duyên. Em đoán từ này là từ như ý cát tường. Cái từ này là từ mong muốn cho mọi sự may mắn, mọi sự thuận lợi sẽ đến với gia đình mình. Đó giống như là một cái câu chúc mà chúng ta vẫn thường chúc cho nhau trong những ngày đầu năm. Mọi sự như ý cát tường. Đó là đáp án chính xác. Và bây giờ chúng ta xem lại điểm số của cả hai gia đình. Gia đình của Duyên 11.000 điểm và gia đình của Liên 8.000 điểm. Xin chúc mừng gia đình của Cẩm Duyên. Và bây giờ thì anh xin mời Trung và Duyên, hai em tiến lên phía trước. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Xin chúc mừng gia đình của Trung. Mời em bắt đầu. Để sát vào, sát sát vào. Dạ. Hai bên đã ngang bằng nhau nha. Cái dàn đèn của chúng ta đã chớp nháy và dừng lại.
Tất cả sản phẩm đó sẽ thuộc về gia đình của em. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì chúng ta đang ở vào cái thời điểm là 25 Tết. Yeah. Chứ còn có vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Giáp Thìn. Cho nên là chương trình cũng sẽ có thêm những cái món quà rất đặc biệt dành tặng cho gia đình chiến thắng. Ở đây chúng tôi sẽ có 4 hộp quà để em lựa chọn. Và những cái phần quà đó như sau. Như chúng ta đang nhìn thấy ở trên sân khấu có một cái máy rửa chén nè, một cái máy giặt nè, một cái tivi rất là to. Yeah. Và có thêm một cái phong bao lì xì với cái trị giá là từ khoảng 10 cho đến 15 triệu đồng. Dạ. Yeah. Anh mời Trung qua đây. Dạ. Yeah. Bây giờ em có thể chọn một trong 4 chiếc hộp này. Em thích màu gì? Anh thì em thích màu xanh đó. Hay lấy màu vàng anh. Đó, chiều ý khán giả luôn. Dạ, em theo khán giả. Rồi, màu đỏ, mời em kéo cái hộp này ra. Dạ. Yeah. Thử nha, thử nha. Chưa có gì hết. Em nghĩ này chắc không có gì quá, anh vô tới giữa rồi mà chưa thấy chữ gì hả? Ý có rồi. TV. Và đó là một cái TV. Cảm ơn. Chúc mừng gia đình của em ha. Năm mới có cái TV mới để mình coi chương trình Vợ Tôi Là Số 1 coi cho đã con mắt. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh nhiều. Còn bây giờ thì xin mời hai gia đình còn lại lên sân khấu để nhận phần thưởng của chương trình. Thưa bà con, kết thúc chương trình ngày hôm nay, về ba là gia đình của Hồng Đào với giải thưởng là 4.500.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhi, gia đình Thiếu Hiền giải thưởng là 8.000.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhất là gia đình của Hoàng Trung cùng với Cẩm Duyên giải thưởng 11.000.000 đồng và sản phẩm của nhà tài trợ. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham gia Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Và cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các anh em nghệ sĩ sẽ có thật là nhiều show, nhiều niềm vui, nhiều điều may mắn để chúng ta tiếp tục cống hiến cho quý vị khán giả trong năm mới với nhiều tác phẩm thật là hay nha. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 cũng xin được phép kết thúc. Đại Nghĩa cũng gửi lời chúc đến cho tất cả bà con cô bác. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái Tết thật là sum vầy, thật là đầm ấm, thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên những người thương yêu của gia đình của mình. Và cảm ơn nhãn hàng nước giặt xốp Ngát Hương Hoa Chấp Hết Nắng Mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Hẹn gặp bà con cô bác vào số phát sóng đặc biệt của năm Giáp Thìn, đó là vào tối mùng 2 Tết, phát sóng vào lúc 20:30 trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.